Ủa mình làm được cả. Ghét ván này top 1 cho mấy ông coi nè. Ghét. Ngài chỉ đánh có 5% công lực thôi. Để mẹ để dỗ bài chứ chơi bây giờ mà bung hết sức ra ấy mẹ. Mai mốt đi mẹ thi đấu chuyên nghiệp. Nó biết bài hết. Ngài còn nhiều bài chưa xài lắm. Ghế bên nhóm hả? Ok. Lucian, ba quý tộc. Hàng Rek'Sai, mà mùa đại. Đúng là các bạn nên để đồ xong rồi các bạn lượm sau, nó tỷ lệ ra tiền ít hơn. Ê có mây rồi nè. Ừ có Lulu nè. Có Kennen nè. Ba con phép rồi nè. Có nỏ sét nè. Nên chơi cái nỏ sét cho trước không? Nỏ sét nó Solari nè. Thôi từ từ đi. Mình có Kennen rồi mà. Chuyển con Varus mây thôi. Ừ, Lucian được buff ngon quá. Trời cái gì đây? Sao nhiều level 2 thế? Cho tao lướt cái coi. Lướt cái là chết mẹ con vô ích rồi. Marco Ressa nãy giờ ra 4 con rồi đó. Đội hình dép tốt nhất vẫn là đang là 3 con này. Chơi thử ơi, chóc mây làm gì tôi biết rồi mà. Ôi ông này đầu đẹp hết. Trời ơi. Các bạn đếm bao nhiêu món các bạn biết không? 6 món đồ. Mẹ, một đứa 4 món, đứa 6 món kêu cũng khách gì đâu. Khác gì đâu chứ biết. Luna
Biết vậy nãy mua mẹ con lùn vô đi. Nãy tính không chơi lùn. Trời giật đúng con Cassadin. Đúng cha. Chết Cassadin. Trời ơi. Bây giờ mình lấy cái gì nữa ta? Lấy thêm cái gậy nữa ghép Solari cho con Kennen cầm. Ui, ui Kennen. Ui Kennen cầm ngon quá. Ủa Kennen. Kennen đầy máu ngon quá. Cho bạn lấy thìa đi. Lấy gì bạn lấy, mình lấy Kennen đầy máu. Thấy có gì ghét Kennen quỷ thư. Và rớt nước mắt cũng ngon này, mà Kennen ngon hơn. Kennen bản này đang lỗi mà. Bản này đam to quá. Và rớt Cassadin. Rồi Ron. Rồi Bobby. Ready hammer. Và rớt đẹp đầu game đi. Và rớt đẹp đầu game trước. Một lát nữa mình đủ 6 lùi mình cho Gna thành Yumi. The Raven. Achop. Raven Achop thì mình chơi cái bài ấy á. Chơi cái bài giống hôm qua anh em. Chơi cái bài hôm qua. Má Bobby gần lên 2 rồi buồn lắm. Trời ơi má, và đó nó bắn một cái. Hẹo ba con. Ê, cấm quỷ nha mày. Cấm nha, ừ. Lùn ra nhiều mình vẫn chơi lùn, mình bỏ. Bỏ này đi. Đặt niềm tin vào lùn một ván coi.
Raven tôi thấy không có đồ đam cho Raven rồi đó. Tên sau là mình lượm gậy rồi đó. Mình lượm gậy, mình ghép quỷ thư rồi đó. Đó, quỷ thư. Quỷ thư hay Solari anh em? Đầu game ghép Solari ngon hơn nhỉ? Quỷ thư tí ghép. Hitkenen 2, Bobby 2. Ôi ôi, đặt niềm tin đúng chỗ rồi. Đặt niềm tin đúng chỗ vậy đáng. Đặt niềm tin đúng chỗ luôn. Đặt niềm tin quá đúng chỗ. Quá đúng chỗ. Ôi ôi, tầm này mà Bobby 2 nó bắn thì má nhìn không ra nha con. Nó đập cho thì má nhìn không ra. Quỷ thư đầu game đúng không ngon? Quỷ thư đầu game máu chúng nó ít lắm. Đấy, trời ơi, Bobby nó bữa một cái. Thằng nhỏ đứng đằng sau mà còn chết. Tội vãi liền. Nó bữa từ đầu này tới đầu này luôn, như con virus. Ở Kennen 2, Bobby 2 không chơi lùn, người ta kêu ngu đấy. Thôi, mình ổn rồi, mình ổn rồi. Tiết kiệm lại đi, ổn rồi. Mình cũng có thể chơi lùn nguyên tố, chết 8 và rất mây. Khỏi phải xài Morgana. Ui dồi ôi. Má khỏi xài, nó cũng ra nghe mồm. Khỏi xài cái gì? Vừa nói câu khỏi xài đê cái lấy hên. Chitana 2 con rồi. Cassadin. Vãi nồi. Tôi ghét nguyên tố lắm bạn ạ. Nguyên tố nó cùi cùi sao? Ghẻ. Lùn ghẻ. Lùn ghẻ. Lùn ghẻ. Lùn hiện này. Ừ, nguyên tố giờ yếu quá. Brain cũng nếp. Nói chung con nào cũng nếp. Brain cũng nếp. Con quái đá cũng nếp. Chát phải lìn nếu muốn chơi. Đây nè. Ủa má lấy gửi nang ngon thế. Ôi ôi, Morgana cung nữa kìa. Đây cho gắt thì xin con Morgana. À, chết mẹ lấy nhầm rồi. Nhầm cái cục kit này. Chắc nhầm. Na có được lấy đâu. Dễ gì con Na chứ nó không có tha đâu. Đó, thích quỷ thư, có quỷ thư. Để phát lấy hên. Bọc bì. À chóc cũng ngon nè. Khoan, 6 con lùn. Một con Morgana AP, một con Aatrox. Bắt. Bỏ Varus xả Aatrox.
Thôi ôi, nó đam nó to à. Bữa và mồm này chứ ở đấy mà cào cấu. Bán mẹ anh Cassadin đi chứ để làm gì nữa. Raven nữa kìa. Cho thêm con lùn này ra. À chấp 1 yếu lắm. Đây. Mình thủ con A chấp thôi, mình chỉ thủ thôi. 4 con lùn rồi. Con Venga thì dễ kiếm, là cần con Gna trước. Tí mình lên chết 7 thì mình phải vẫn lên chết 7. Kiếm được Gna là mình lên chết 7. Mình lên chết 7 mình cho 6 lùn với lại 2 mây ra. À cái nè nó giật đầu quá. Má à, chóc khó xài lắm. À, chắc cũng ngon nhưng mà khó xài lắm. Bây giờ mình kiếm hai cái kháng phép mình cho con Kennen này, cho nó khỏi bị anh đam phép chết là nó ngon rồi. Để nó gánh tim. Nó lại ra chắc đây Venga rồi. Có Venga rồi, hợp lý. Lùn mây là các bạn thấy mẹ hết hai con này rồi, bỏ hai con này vô là hết mẹ nó 8 slot rồi. A chóc vô thì thay con này, thay con A chóc thay Varus rồi. Thôi mình nhiều khi mình chơi trò mà ném Ari vào cũng được, mà ném Ari vào thì thừa mây không cần. Biến con Gna thành mây cũng được mà mình sẽ mất quỷ đó. Biến Gna thành mây thì mình mất quỷ. Đầy máu nè. Anh ra có một món vậy. Ừ. Ít thì cũng phải vậy. Bị ép. Tốc đánh hàng ngang nha. Lấy cái tốc đánh hàng ngang khá là ngon. Ari này cứ bắt đi. Biết đâu xài 4 mây cũng được. Tốc đánh hàng ngang cho nào đây. Con Kennen đứng giữa vẫn ngon nhất. Cho Varus nha. Mình cho Varus. Tí có gì đưa cho Gna cũng được. Cho con Varus đi. Để cái lấy hên. Ôi Bobby. Lỡ rồi chơi tiếp đi. Bobby tiếp. Hay là chơi lùn hai rồng. Ủa mạnh vậy. Ui mạnh thế. Cho hai Bobby vào ngon hơn Chitana chứ. Đâu rồi? Đi xuống. Người nào thành mây cầm cái này. Mình ra vào. Mình chơi 6 lùn 6 phù thủy luôn. Cũng được. 6 lùn 6 phù thủy phải đợi chết ra. Chết 9 lần. Trời ơi nó đẹp. À Gna thành mây, lên mana nhanh quá. Bobby hai con đi, Bobby ba.
rồi, hát rồi. Hát rồi. Thằng Châu nó hát rồi bà con ơi, nó hát rồi. Rồi giờ trong Bobby Wood rồng nó ai giết? Ai đủ? Ai đụng nổi trời? Rồi bắt con Miss Fulton cho vào lên chiếc 8, bắt Miss Fulton cho vào. Hai xạ thủ. Thế thì mình biến con Gna lại thành người thường, cho Miss Fulton thành mây, lên mana cho nhanh. Bỏ mẹ con này đi. Giờ bỏ Miss Fulton vào thay con Gna. À thay con Ahri. Có đam. Mày chọc Bobby ba nó được một cái là mày chết mẹ mày nè. Thấy chưa? Chết mẹ nó thua rồi. Cái thằng lìn này nó vẫn khỏe thế. Hụt. Cái thứ như hiện nhiều nhất trên bàn là từ hụt. Vọng âm kìa, vãi nồi. Ngon. Má nó lấy cái kháng phép của mình rồi. Bây giờ mình lấy cái gì? Lấy cái cung nha. Lấy con sờ quên cung đi. Ê, khoan. Mình nảy ra một ý. Mình đang nảy ra một ý. Bây giờ mình úp chết 8. Mình kiếm con Nidalee. Úp hoang dã cho thằng Lin Gna. Chết 8. Nidalee úp hoang dã cho thằng Gna. Rồi thảy con Swain này vào mình được 3 hóa hình. Hợp lý vãi liền rồi. Đúng không? Ờ đúng rồi. Cho này Nidalee thay con này. Úp hoang dã đi cho Gna lên mana nhanh. Thảy hóa hình này vào. Ồ. Nó lại trả hợp lý vãi liền. Ái đủ mắt sẽ chết luôn rồi. Cái Bobby nó bữa rồi. Má này nó sẽ quỷ ghét thế. Đau. Trời ơi hai mấy máu. Ghét thế. Con rồng không ngon mà con Ali đâu. Con Ali ngon hơn. Giờ bỏ MF vào đi. Bỏ MF vào cho gây đen tí đam đó. Chiếc Kana chắc không lên được 3 đâu. Mình thua ván này mình bán. Silent khó chịu nha. Xong rau chim đi mình ốp chết nè. Cho báo hình vào. Mình đang dư một AP mà. Các bạn không để ý à. Mình đang dư một con AP đấy. Bây giờ là bỏ MF nè. Bán MF nè. Cho tạm này vào nè. Để mình chẳng tiền. MF ngu lắm. Con MF nó ngu lắm. Bây giờ rớt cái kháng phép là đẹp nhất. Con Nidalee nó ngon hơn con rồng. Tại vì sao? Nó vừa kích hóa hình mà nó vừa kích hoang dã. Con Gna này cần tốc độ đánh để ulti sớm. Kiếm được Gna 2 là 3 hóa hình. Con Gna nó quái vật lắm. Tao đã trốn lên đây này mà còn bay vô người tao nữa hả? Trường thương cho mẹ con này đi. Đấy, đế chế Lulu 2.
Đó, Nidalee ra, lên chết mẹ nó đi. Rồi, kiếm Gna 2 nữa. Kiếm Swain 2 với Gna 2. Rồng. Kennen. Cho nó chừng thương nhỉ? Hay cho Bobby chừng thương ta? Hay cho Bobby chừng thương ta? Soji Lulu à? Ừ được á. Ủa má, Swain 1, 2, 4 máu, đùa. Ủa sao Swain 1 tới 2, 4 máu ghê vậy? À, được búp bởi Lulu đúng không? Được Lulu nó búp. Yasuo không cần đâu. Mình cần có Swain 2 thôi là được rồi. Gna 2 với Swain 2 là mapping rồi. Gna nay trừng thương anh liền hả cha? Đầu tiên có một lần mà cho nó trừng thương anh liền đó. Không có Gna nhờ. Sao không có Gna ta? Gna ai xài vậy? Thằng Lee này xài Gna 2 này, đại bác. Nhốt thức con Gna ở đây mà chết mẹ mà đi. Gặp nó cho nó chết mẹ nó đi coi. Ủa nó bị cái gì vậy? Nhấp 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 nháy nháy cái gì vậy? Gặp nó gặp tôi là nó chết. À thằng này sẽ vút rồng, may mình có quỷ thư. Vút rồng 2 Solari nha. Ôi chết cái nen mình rồi. Cái thứ gì hiện nhiều nhất trên bàn là từ hụt 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 hòa. Để mẹ sao đéo hòa đi. Ủa mày lấy cái khăn phép mà chết cha chứ mày. Có thằng nào block mình nữa ta? Nó tính lấy cái khăn phép của mình kìa. Khốn nạn hả mày? Bố mày cho Bobby thì cái vút rồng thì chúng mày giết đi. Ngoài nãy giờ Bobby đéo vút rồng nó cứ giết Bobby của mình cay vờ lờ. Từ tên trước bị ké cái vút rồng là tao cay rồi. Ơ Nidalee sao mình không mua? Mà thôi mẹ con Nidalee nó có đóng góp được cái gì cho cái xã hội này đâu mà. Cà thớt. Hamid Fulton. Nó gửi nè hiếm quá. Lulu lên 3 là một cái điều gì đó sai. Hơi cùi bắp. Mù nổi mày. Rồi, nó giật đẹp là đi rồi đấy. Gặp đồ.
tôi đưa con Chitana lên cho nó bắn hụt, nó đỡ văng cái tia sai lầm cho người mình, đưa Nali xuống dưới. Bây giờ chỉ có kiếm sở quên 2 mắt bênh mẹ rồi. Sở quên 2 với Gna 2, Gna khó kiếm. Ừ, vô top 4 rồi, đẹp rồi. Đưa con Chitana lên này, nó bắn được con Chitana, nó bị hụt, nó không văng sai lần của con này. Nãy giờ con này bị ăn sai lần hoài. Sao mình không đưa Bobby cao lên ta? Để cái này bỏ mẹ bụt rồi. Ừ, chết luôn luôn rồi, hay quá. Rồi, Bobby của bố mày bất tử. Mày ngon mày giết đi. Mày giết Bobby của tao đi. Nhóc con. Nhóc con. Đưa Bobby cao lên nhỉ. Đưa Bobby Chitana đổ cao lên. Nó xét ngon thế. Đây cái lấy hên. Má kiếm con Gna 2 khó thế. Trời ơi, chim làm cái gì cho sự quên đi. Nó xét đi cho Bobby luôn. Bobby trâu mà. Không ra thêm một con Gna nào, quá buồn. Buồn như con chuồn chuồn. Thôi ủ má Bobby nó tán kìa. Trời ơi, ra cái nỏ xét một cái mấy thằng xạ thủ mệt. Mấy xạ thủ cứ quăng 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 mà skill ra là ăn đủ. À, đéo có nổi Gna luôn. Không có Gna. Kennen nữa này. Ôi Kennen bây giờ mà nuôi ba thì nghe có vẻ fail quá, sắp hết game rồi. Kiếm con Gna với kiếm con đấy thôi. Kiếm Gna với kiếm sở quên đấy chứ. Đây còn thằng xạ thủ rồi. Xạ thủ bây giờ nó xét là giật thấy mẹ mày. Thôi cái này nó giật được rồi thì đi đi. Bobby một mình kinh hết. Mình Bobby kinh hết. Có cái tuổi cục cướp. Lướt. Mỗi lần lướt là mỗi lần chết. Cứ lướt là chết. Cứ lướt là chết. Sao giết nổi Bobby? Mày sao giết nổi Bobby? Một con Gna quá lại. Má củ lê củ lết lâu quá. Lìn na ly đi xuống dưới đi, lu lu lên trên. Thank you.
mẹ đi Lulu lên trên có vẻ hơi sai. Ừ, Grenade vẫn ulti được. Ừ, Bobby vẫn bưng. Thôi thua rồi. Sẽ quên. Chết à? Ừ, chưa chết. Sắp hơi ngu. Có Grenade nào? Có Grenade tôi nhỉ? Có Grenade. Chết mẹ mày, bố mày Grenade 2. Sẽ quên có không? Không có sẽ quên đúng không? Không có sẽ quên, lấy Grenade 2 rồi. Mày quá. Được Grenade 2 rồi. Wow, được nè. Bố mày chờ mày tư tết tới giờ. Đưa Lulu xuống đi. À, Lulu ở trên nguy hiểm quá. Thua rồi, nó mạnh quá. Nó tỷ lệ cái thằng lìn đấy nó bắn trúng mình mà. Con Chitana nó bắn đéo thấy hụt mà nó bắn chết con Bobby luôn là các bạn biết là mình xui tới cả nào rồi. Con Chitana nó bắn không hụt luôn ấy, nó bắn